Chào đồng bọn nha. Hôm nay mình chia sẻ với đồng bọn cách đánh nửa nhịp. Rồi mấy bạn ráp vô hai cái cách đánh đủ nhịp mình mới chia sẻ đó. Là mấy bạn cân được nhạc trẻ, bolero, dân ca gì mà là mấy bạn cân được hết rồi nha. Còn một mớ kỹ thuật nữa, mai mốt mình chia sẻ tiếp không? Còn cái này là khi mình chia sẻ thêm cái cách đánh nửa nhịp là mấy bạn lấy bài đó, mấy bạn đánh được rồi đó. Là đánh chưa có thêm kỹ thuật đó. Cách đánh mình chia sẻ cách đánh đủ nhịp là đúng không? Đánh đủ nhịp thứ nhất, cái đánh đủ nhịp thứ hai nè, đúng không? Hôm nay mình chia sẻ cách đánh nửa nhịp. Đánh nửa nhịp nó cũng có hai cách đánh nha. Đó, cái cách đánh thứ nhất, thêm cái cách đánh thứ hai nữa nè. Cách đánh thứ hai. Lấy ví dụ hoài như là bài của Mỹ Tâm đây, bài nhạc trẻ của Mỹ Tâm. Không, lúc nghỉ nhịp là bắt đầu quay trở lại cái đánh đủ nhịp nữa không, mới đầu cái đánh nửa nhịp nè. Không, lúc mà ngưng đoạn cái bắt đầu quay lại cái đánh đủ nhịp mình chia sẻ đó. Bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre cũng đánh nửa nhịp. Rồi tới lúc ngưng đoạn cái người ta quay qua đánh đánh đủ nhịp. Mấy lúc ngưng đoạn á nó đánh đủ nhịp. Màu sen pha đặc mi qua lẻo đẻo theo ta. Rồi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiến che bầu vạn phù sa, mắt ngời xanh nước biển tim bầu hồng hoa. Bầu sáng qua là lúc ngân đoạn lại là đánh đủ nhịp đó, bầu lộng qua. Màu sáng và đập mốt cứ dở Google ra nhìn cái bộ game á, nhạc sĩ biết là biết người ta lúc ngắn ngắn gần gần á là biết á, người ta chen cái nửa nhịp vô hoặc đủ nhịp á, nhiều bài lắm, nhiều bài nó dùng vậy. Bây giờ mình vô cái cách đánh nè. Cái này có hai cách đánh nè, mình chia sẻ cái cách đánh thứ nhất nè. Khi chưa quen á, mấy bạn cũng như mấy bài đầu mình chia sẻ, giữ một nguyên gam để mình đánh cho nó quen tay, đúng không? Rồi mấy bạn chuyển theo vòng hợp âm, rồi mấy bạn nhảy tùm lum, đúng không?
bấm la đánh gì la, vuốt xuống 1 2, hất về dưới đánh gì 1, và lại vuốt xuống 1 2, hất về dưới đánh dây dây 2 nè, và lại vuốt xuống 1 2, hất cuối đánh 2, và lại. Đúng rồi, mấy bạn đánh nhanh thì nó mới ra tiếng nha, để mình đánh từ từ để mấy bạn nhìn mấy bạn đánh nha. Đánh nhanh nó mới ra tiếng. Tưng 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 tưng, nhớ cặp tay đó, để mai mốt mình bắt chước theo, phải không? Rồi chuyển ra đi. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh dây 2, chuyển ra. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh dây 2, chuyển son. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh 2, chuyển pha. Đó, mình đi vòng hợp âm á. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh dây 2 và mi. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh với 2 và là. Nhớ nghe để mình biết lúc mà người ta đánh lẻ là mình nghe để mình biết cái cách người ta đánh ha, giống như tưng 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 tưng. Một cách. Rồi cách thứ hai. Cách thứ hai nó hơi khó hơn tí, nhưng mà mình ráng tập để mình chêm vô cho nó lạ. Đó, cách hai vậy. Rồi giờ mình chia sẻ cách đánh hai nè. Tần 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 tần. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh dây 2, đánh dây 3, đánh lại dây 2 và xuống. À, đánh la là vú xuống 1 2, móc dưới đánh 2, đánh 3, đánh 2 và lại. Qua ra nè. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh 2, đánh 3, đánh 2 và lại. Vú xuống 1 2, móc lên nè. Đánh dây 2, đánh dây 3, đánh dây 2 và lại chuyển nè, son. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh dây 2, đánh dây 3, đánh dây 2 và đô. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh 2, đánh 3, đánh 2 qua pha. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh 2, đánh 3, đánh 2 và mi. Vú xuống 1 2, móc dưới đánh 2, đánh 3, đánh 2 và lại. Rồi mấy bạn, khi mà mấy bạn đánh lẹ đó nó mới ra nhịp nha. Rồi mấy bạn nhìn theo cái cách đánh mình tập á, rồi mấy bạn đánh cho quen, đánh lẹ mới ra nhịp. Tại sao cần phải tập hai cách? Tại mình chuyển, mình đánh cách này xong lâu lâu buồn mình chuyển cách kia, xong mình chuyển lại cách này á, bắt đầu mà nghe nó hay nha. Nè. Mình đánh đan xen cách 1, cách 2 vô đó, bắt đầu nghe nó hay. Rồi thôi, bye bye mấy bạn nha. Mấy bài sau bắt đầu mình chia sẻ thêm những cái kỹ thuật lúc mà ngừng á.
Rồi bye mấy bạn, chúc mấy bạn luyện đàn vui vẻ nha.